Chào mọi người, hôm nay mình vô bếp với bà xã mình làm món sườn nướng barbecue. Mời các vị theo dõi ha. Đây, chuẩn bị nướng cái này. Nay mình vô siêu thị thấy sườn non nó rẻ mà nó ngon quá, cho nên hôm nay gia đình ăn món này. Ướp thì có nước xí muội mình thường gọi, nhưng mà tên của nó là sốt chili sauce. Rồi nước tương, muối, đường, bột ngọt, tỏi. Tỏi thì tỏi mình mua sẵn tỏi trong cái hũ như vậy nè. Đó, tỏi bột. Còn cái rắc 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 lên. Giờ ướp xong rồi để đây khoảng nửa tiếng đồng hồ cho nó thấm đi. Rồi mới bỏ vô cái lò nướng. Rồi bây giờ trước khi mình bỏ vào lò ha, có rắc thêm một chút cái này nè. Này là biri biri barbecue. Nó có muối rồi ớt rồi tiêu ở trong này, cho nó thơm, nhìn thấy nó bắt màu chút. Rồi bây giờ mình bỏ vào lò ha. Trước khi bỏ vào lò thì mình mở cho cái lò nó nóng lên chút. Rồi 200 độ và dặn cái lò là 2 dĩ như thế này. Rồi bỏ vào, đóng lại, chờ 45 phút là lấy ra sực. Rồi, mời các bạn đón xem chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nướng. Wow, xong rồi, bây giờ lấy ra nhìn thấy thèm quá đi. Có ai thèm không? Vàng, nhìn thấy hấp dẫn quá, dọn lên. Cái này đói bụng không? Đây, thêm một dĩa bắp cải xào nữa đây, không cải xào. Hôm nay là vậy thôi, có như đây nè. Mời mọi người thưởng thức món ăn của bà xã mình làm. Trong đó mình có phụ quay phim. Mình sẽ cắt dưa chuột, cà. Cắt dưa chuột và cà. Rồi, cà và dưa chuột. Bây giờ gấp thịt bỏ vô. Đấy. Cho một chút cải lên. Và một ít dưa chuột.
thấy thèm quá. Có ai thèm không? Và bây giờ xịt nước tương vào. Đây, còn thiếu một cái nữa. Này, thấy sao? Năm. Xong. Bây giờ chỉ có việc là bỏ vô miệng nha. Chương trình của mình đã xong. Quý vị bấm nhớ bấm đăng ký để theo dõi cái video tiếp theo. Ý kiến gì thì cứ bấm ở dưới, ghi thêm comment ở dưới ha. Cảm ơn.